Tý Khang hiện là nhà cung cấp các sản phẩm hữu cơ Nhật, Úc, Đài Loan, các thiết bị y tế và mặt hàng gia dụng công nghệ chính hãng. Đừng quên follow kênh để biết thêm các kiến thức, thông tin bổ ích về cách chăm sóc cơ thể bằng phương pháp từ tự nhiên nhé. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có rất nhiều đồ ăn không được đảm bảo vệ sinh và môi trường nuôi trồng bị ô nhiễm, khiến cho ruột của chúng ta tích tụ nhiều độc tố, kèm theo đó là không khí bị ô nhiễm, ăn uống không điều độ. Đặc biệt là những cô chú anh chị nào hay thức đêm để làm việc sẽ khiến cho ruột ngày càng tích tụ nhiều độc tố hơn. Ruột khỏe, da khỏe, đây là một mối liên hệ khoa học vì hệ sinh vật đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe da bằng cách tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm và cải thiện hàng rào bảo vệ da. Và để có một sức khỏe tốt thì cô chú anh chị mình nên bảo vệ đường ruột của mình ngay bây giờ bằng cách là mình bổ sung lợi khuẩn bằng những cái thực phẩm lên men như là natto miso, mugi miso hay là sữa chua. Hoặc là để có công dụng nhanh hơn thì cô chú anh chị mình có thể là bổ sung men tiêu hóa 32 tỷ lợi khuẩn probiotic này. Men tiêu hóa probiotic này thì được phát triển theo công thức Danisco của Đan Mạch và đạt tiêu chuẩn GMP nghiêm ngặt. Và đây thì được xem là một trong những loại men tiêu hóa được đánh giá tốt nhất trên thị trường. Men tiêu hóa 32 tỷ lợi khuẩn thì được làm bằng nguồn gốc tự nhiên và có chứa các cái men vi sinh probiotic tương đương với những cái vi sinh sống ở trong đường ruột của con người. Thì những cái men vi sinh này nó có khả năng là kháng axit cũng như là không tan trong mật, nên là nó có thể tồn tại ở đường ruột trong môi trường khắc nghiệt, với công dụng là giúp đào thải các vi sinh vật gây hại, điều trị các bệnh táo bón, tiêu chảy, viêm đại tràng, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp hấp thụ thức ăn tốt hơn, trung hòa các độc tố tạo ra trong suốt quá trình tiêu hóa thức ăn, và cuối cùng là hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan viêm da dị ứng như bệnh chàm và viêm mũi dị ứng như là dị ứng phấn hay là bụi. Và tại Tý Khang thì men tiêu hóa thì được nhập khẩu hoàn toàn 100% từ Úc. Nó sẽ chia ra làm 3 loại dành cho người lớn, trẻ em và người già. Đối với sản phẩm probiotic dành cho người lớn thì cô chú anh chị chỉ cần mỗi ngày uống từ 1 đến 2 viên trước khi ăn thì sẽ đem lại hiệu quả hấp thu tốt nhất. Lưu ý là men tiêu hóa này không dành cho trẻ em. Còn đối với sản phẩm probiotic dành cho người lớn tuổi thì uống mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 1 viên với nước hoặc uống theo sự chỉ dẫn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Nên uống trước khi ăn từ 15 đến 30 phút. Còn đối với probiotic dành cho trẻ em thì mỗi ngày cô chú anh chị nên cho trẻ uống 1 muỗng tương đương với 1 gram, hòa tan bột men vi sinh vào nước ấm cho đến khi bột tan hoàn toàn và cho trẻ uống liền. Nếu như cô chú anh chị mình đang quan tâm đến sức khỏe của bản thân thì không thể bỏ qua men tiêu hóa 32 tỷ lợi khuẩn này. Và để tìm mua men tiêu hóa 32 tỷ lợi khuẩn nhập khẩu chính hãng thì cô chú anh chị có thể là gọi ngay qua số hotline bên dưới hoặc là truy cập tiếnghang.com để được biết thêm thông tin chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo.